tiền, treo sân hết mùa giải. Chiều 12 tháng 9, ban kỷ luật VFF đã nhóm họp để xử lý vụ việc xảy ra trên sân hàng đấy. Trong trận đá bù vòng 22 Wake Up 247 V-League giữa Hà Nội và Nam Định, sau khi tổng hợp các báo cáo, ban kỷ luật VFF thống nhất xử phạt nặng với ban tổ chức sân hàng đấy vì không đảm bảo an toàn, an ninh trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định, khiến một cổ động viên nữ và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nhập viện cấp cứu. Theo điều 68 quy định kỷ luật, câu lạc bộ Hà Nội có thể bị xử phạt kịch khung với mức tiền phạt lên tới 90 triệu và cấm sân hai trận. Nếu án phạt này được đưa ra, Hà Nội sẽ thi đấu trên sân không có khán giả trong trận tiếp đón Việt Theo và Quảng Nam. Ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết, đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam. Theo ông Thành, ban kỷ luật thậm chí còn đề nghị VFF xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự vụ việc. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn gửi VFF, VPF về việc làm rõ, xử lý sự cố pháo sáng xảy ra trên sân hàng đấy. Công văn nhấn mạnh VFF và VPF phải xử lý nghiêm khắc ban tổ chức sân hàng đấy, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo sáng trên. Rõ ràng là ban tổ chức sân hàng đấy khó tránh khỏi một án phạt nặng, trong khi đó đội khách và hội cổ động viên Nam Định cũng có thể nhận mức án cao nhất, nếu không có gì thay đổi. Các án kỷ luật được ban kỷ luật VFF đưa ra trong sáng 13 tháng 9.